Chương trình Đêm Giáng sinh yêu thương do Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ hỗ trợ bệnh nhi ung thư Vì Ngày Mai Tươi Sáng thực hiện. Tại chương trình, mỗi bé đều được tặng quà gồm tiền mặt, sữa, bánh, thiết thực. Ngoài ra, các bé còn được chụp hình với ông già Noel nhận bong bóng nghệ thuật do chính tay các nhân viên của bệnh viện làm. Hôm nay thì có khoảng là 140 bé là điều trị nội trú và ngoại trú đang ở của khoa nhi ở đây. Thì cũng mong là qua cái hoạt động này thì cũng xoa dịu bớt cái nỗi đau của các bạn và làm cho các bạn là cảm thấy là có được sự quan tâm của mọi người cũng như là sự chia sẻ của mọi người, lúc nào cũng có những cái sự đồng hành của nhiều mạnh thường quân cũng như là ở bệnh viện đi cùng với các bạn. Khi mắc căn bệnh ung thư quái ác, các bé thường phải điều trị dài ngày, thời gian quanh quẩn chủ yếu ở trong bệnh viện, nên khi được tổ chức chương trình, các bé rất háo hức. Hồi nào giờ đâu có đi chơi này đâu. Thấy bé nó ham vui quá rồi, nó đòi dẫn cho nó đi chơi nè. Thấy cái này cũng vui. Có nãy giờ nó đòi đi đó, thấy hai mẹ con mới lên được cùng quá à, rồi không có chỗ đây nữa. Tại vì theo mấy mẹ ở trong phòng á, mong cho con em nó hết bệnh à. Trong những bộ đồ ông già Noel màu đỏ, các bệnh nhân nhí như quên hết nỗi đau, say sưa biểu diễn những bài hát mang không khí Giáng sinh sôi động, vui nhộn nhằm phục vụ đông đảo các thân nhân và bệnh nhi đồng cảnh ngộ.